Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương tổ chức lễ ra quân huấn luyện chiến đấu năm 2023. Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lộc Hà. Thực hiện kế hoạch huấn luyện chiến đấu giai đoạn 1 năm 2023 đã được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phê duyệt. Tại buổi lễ ra quân huấn luyện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã quán triệt phổ biến một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục triển khai thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng huấn luyện, thực hiện phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, đổi mới về tổ chức, phương pháp huấn luyện các cấp, lấy huấn luyện, rèn luyện cán bộ chỉ huy, cơ quan các cấp làm trọng tâm, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện nghiêm túc, chặt chẽ, gắn huấn luyện quân sự với thực hiện đồng bộ các biện pháp để chủ động phòng chống nhằm làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Huấn luyện đi đôi với phong trào thi đua quyết thắng và cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Dịp này, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã tổ chức ký kết đợt thi đua cao điểm với chủ đề huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao. Các nội dung, chỉ tiêu thi đua rất cụ thể, sát với thực tế của từng cơ quan đơn vị và từng thành phần lực lượng. Đây là cơ sở để động viên cán bộ, chiến sĩ thi đua học tập giỏi, rèn luyện nghiêm, vượt nắng, thắng mưa trên thao trường, đảm bảo hoàn thành và nâng cao một bước về chất lượng huấn luyện các nội dung đã đề ra. Đồng thời trao quyết định công nhận danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu năm 2022 của Tư lệnh Quân khu 7 cho các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.